Ok anh, chút nữa sẽ cầu nguyện cho anh. Nhưng bây giờ anh à, anh kể cho mọi người biết anh xuống địa ngục anh thấy gì. Đó, thì đó mới là cái quan trọng. Anh xuống địa ngục anh thấy gì. Đúng rồi, anh thấy gì trong địa ngục. Rất là ghê gỡ. Cái kêu mà lúc mà bác sĩ mà giải phẫu thì lúc mà tôi thiếp đi đó, thì cái linh hồn tôi xuất ra, thì tôi xuống địa ngục, thì cô thấy cha mẹ tôi với ông anh ai tôi, ông anh tôi, mà những người chết, cháu của người chết luôn ở trong đó, trong cái đó, mà Chúa không cho lên, Chúa không cho, Chúa cho nhìn thấy thôi, là những người thân của tôi, những người đã chết rồi, mà tôi thấy trong địa ngục chảo dầu nóng, bao nhiêu linh hồn nhiều lắm, nhiều cả, họ rên nghĩ, họ khóc lóc, họ nhai chỉ, mà coi như tôi rất là sợ, họ không quỷ ma nó không thấy tôi, nhưng mà chú bảo vệ, tôi chỉ nhìn thấy thôi, mà tôi thấy tôi sợ quá, tôi mới nói trong lòng tôi, dạ Chúa ơi, con xin Chúa đừng cho con ở đây, con không muốn ở địa ngục đâu, tại vì con ở địa ngục này lửa thiêu đàn đời chắc con chết, con không chịu nổi nóng nổi. Con mới cầu nguyện nó, Chúa ơi, con nghĩ là con từ đây con tin Chúa rồi, con không có làm phục, con đầu phục Chúa rồi, con theo Chúa thì con sẽ làm chứng cho Chúa. Amen. Đó, ngồi thiêng ngồi mà đúc mỡ rồi Chúa mới cho tôi lên thấy cái thiên đàng. Mà các bà con anh chị em, bà con thiên đàng có đẹp thế nào á? Con sư tử á, mà mình chơi con sư tử á, nó không sư tử nó ôm nó chở đi vòng cái xuyên thiên đàng rất là đẹp, mà mình không, mình nói với Chúa, Chúa ơi con ở đây được chưa. Rồi lúc đó tôi mới tỉnh chân chất, tỉnh lại là Chúa đã cho con biết là một là địa ngục, hai là thiên đàng. Nếu mà con muốn theo ma quỷ thì con xuống thiên đàng, con muốn theo Chúa thì con đến thiên đàng. Cho nên sau này thì sau khi tôi sẽ tỉnh dậy, cô mới nói với bà xã tôi đó, anh tin Chúa mà